Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án một căn nhà được thiết kế và xây dựng độc lập. Diện tích của nó là 35m², hướng nhà là hướng Đông Bắc, ngõ trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại 100m. Với cái căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ trao tay. Với cái thiết kế của ngôi nhà 4 tầng xây mới, sổ đỏ chuẩn chỉnh, xây độc lập một căn, với cái thiết kế của ngôi nhà cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp, với cái thiết kế rất là hiện đại, tương đối là mới mẻ mọi người ạ. Ngoài đang đứng ở đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, với phần tầng 1 để xe riêng đây, phần để xe máy riêng rất là hợp lý. Căn nhà này thì vừa mới hoàn thiện xong hết, quý vị có thể dọn đồ về và ở ngay. Còn một chút cái phần dọn dẹp nữa thì cái đấy thì chủ đầu tư có thể dọn dẹp trong ngày cho quý vị được luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ nước, thiết bị vệ sinh đều thiết kế và lắp đặt xong hết nha quý vị. Đây là đứng từ phía không gian ngoài phần cửa và phòng bếp. Và đây, mời quý vị theo em vào phần không gian phòng bếp của ngôi nhà. Với phần phòng bếp hoàn thiện xong hết, tủ bếp thiết kế là tủ gỗ MDF chống cong vênh, với đây thiết kế hợp lý. Xung quanh bếp thì là ốp gạch, mặt bếp thì ốp đá granite. Với cái diện tích rộng cho nên thiết kế cơ bản là tối ưu công năng sử dụng. Trong phòng bếp, chủ nhà còn thiết kế cho quý vị một ô cửa sổ lấy thoáng, hệ thống trần thạch cao, rồi là đầu chờ quạt trần đầy đủ hết cho quý vị. Không gian bếp tương đối là rộng, gạch lát nền thì kích thước gạch 60-60 vân đá màu trắng. Tổng nói chung là nhìn tổng quát ngôi nhà, bước chân vào phía tầng 1 thiết kế tương đối là hợp lý. Phòng khách thì lại thiết kế trên tầng 2, cho nên phần để xe riêng, phần không gian phòng bếp riêng. Ở đây quý vị có thể ngồi được 3 mâm cỗ đấy mọi người ạ. Đó, đây. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm cho quý vị phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh nhỏ nhắn đáp ứng công năng sử dụng phía dưới tầng 1 đầy đủ. Với vị trí ngôi nhà này, Ngọc Ánh xin chia sẻ một chút về cái phần vị trí. Vị trí của nó thuộc La Dương, Dương Nội, gần với lại trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông, gần với lại trục đường Lê Trọng Tấn, gần với lại trung tâm hành chính quận. Nói chung phù hợp với bác nào đi làm ở Hà Đông, hoặc bác nào mà từ vị trí này, bác nào đi làm ở Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Mỹ Đình đều rất là hợp lý mọi người nhá. Phạm vi bán kính 10 km quay đầu, xung quanh chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học, tiện ích ngập tràn. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite, ngăn cách giữa phần cửa chính này, cầu thang. Ở đây là có một vách lam gỗ nữa mọi người nha, để kệ trang trí khá là hài hòa. Căn nhà này thì cách với đường ô tô 100m, cách với lại chợ dân sinh 200m. Nói chung là tiện ích quá là ok, vị trí đi lại hợp lý. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Phòng khách thiết kế rất là hiện đại ở trên tầng 2 đây quý vị ơi. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế phòng khách, cửa sổ thông thoáng. Đây, đây là phần để tivi, kệ tivi mọi người ạ. Ở đây thì chủ nhà có ốp cho mình một cái vách nhựa PVC giả đá này mọi người này. Độ bền của nó thì như em tìm hiểu là được tầm 10 đến 12 năm. Nói chung rất là bền mà nhìn nó cũng rất là hiện đại, phong cách hiện đại gần như là mới nhất hiện nay. Trên phía tầng 2 thì thiết kế một phòng khách này, giật cấp đi lên trên một phòng vệ sinh và một phòng ngủ. Ở phần phòng khách này thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, cả phần ngăn cách giữa cầu thang và phần phòng khách thì quý vị có thể nhìn thực tế đây. Một cái kệ trang trí, một cái vách lam gỗ mọi người ạ, trang trí rất là bắt mắt, hợp lý. Đó, và đây là thiết kế một phòng vệ sinh, một phòng ngủ. Ở phần mọi người đây, ở phần hành lang là cũng có đầy đủ cửa sổ nhỏ nhắn thông thoáng. Đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho phần tầng 2, đầy đủ hệ thống sen cây tắm, bồn cầu cũng như là lavabo, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ từng căn rồi. Căn này thì lại xây độc lập duy nhất một căn. Cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cửa phòng ngủ thì thiết kế là cửa gỗ mọi người nha. Mời quý vị theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho chúng ta hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Đây là phòng ngủ ở trên phía tầng 3 nha mọi người. Đây,
Phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng, công năng, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Đó. Thông thoáng, diện tích 35m, thiết kế công năng hài hòa mọi người ơi. Đây là phần phòng ngủ hướng ra phần mặt ngõ. Căn nhà này hướng nhà đông bắc, tương đối là thoáng mát. Này. Cửa sổ, ánh sáng tự nhiên. Hệ thống trần thạch cao, đầy đủ ở tất cả các phòng, cửa thông phòng đây ạ. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng ngủ. Quan trọng nhất Ngọc Ánh đã chia sẻ, phù hợp với lại vị trí giao thông, đi lại thuận tiện. Bác nào mà đi làm ở Hà Đông, đi làm ở Mỹ Đình hoặc là đi làm ở Cầu Giấy thì cái căn nhà này đi lại cũng tương đối là ổn. Nó không quá gần nhưng mà nó cũng không quá xa. Và từ vị trí này thì cũng có thể đi làm theo cái trục đường đại lộ Thăng Long đấy. Rất là hợp lý nha mọi người. Mời quý vị theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Và tầng 4 của ngôi nhà thì chủ nhà thiết kế cho chúng ta như sau. Tầng 4 thiết kế một phòng, một cái khu vực để máy giặt riêng là đây. Đây ạ. Để máy giặt riêng nên là lát cái sàn gạch riêng. Thiết kế trên tầng 4 một phòng riêng. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, phòng làm việc tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình. Đó, ngoài ra thiết kế phần sân phơi riêng biệt rất là thoáng. Từ vị trí ngôi nhà này, đây quý vị có thể nhìn thực tế xung quanh, hàng xóm dân cư đông đúc. Đứng từ vị trí ngôi nhà này có thể nhìn thấy Vinhome. Ở đây là nhìn thấy Vinhome Smart City ngay ở chỗ Tây Mỗ ấy mọi người ạ. Và từ vị trí ngôi nhà này mà có đi ra tới trục đường 70 Tây Mỗ thì nó rơi khoảng tầm 700-800m thôi. Nói chung là thuận tiện. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.